Rồi thì ngày hôm nay em dẫn tới một người anh này. Nói chung thì anh Minter thì biết rành cái người anh này đó, thì anh chị coi tâm sự với nhau rồi trao là qua những lời nói chuyện thử coi mình có hợp ý nhau hay không. Rồi nếu được thì cũng cầu mong thì chị với anh cũng cho nhau một cái cơ hội thôi, thì để mình làm quen qua lại trước đã, mình tìm hiểu nhau ha. Em cũng thấy trên video của anh Minh Tơ thì anh thấy em cũng khổ vậy đó, thì hoàn cảnh anh thấy em cũng bệnh, thì bây giờ anh cũng khổ thì anh về anh tính phụ em thì chăm sóc cho em. Bây giờ anh thì vợ cũng bỏ theo trai rồi, giờ thì anh kiếm người để bầu bạn vậy thôi, mình hoạn mình lo có nhau thôi. Mến chào quý vị khán giả, hiện tại Trường đang ở nhà của chị Nhung. Chị Nhung năm nay 49 tuổi. Thì ngày hôm nay đến đây chia sẻ câu chuyện của chị Nhung là do bị người chồng phụ bạc, đi làm cho người khác và chạy theo tiếng gọi đồng tiền, bỏ chị Nhung lại và một đứa con nhỏ. Dạ thì em xin chào chị Nhung nha. Mà chị thì em được sự chia sẻ của anh Minh Tơ thì ngày hôm nay đến đây để chia sẻ câu chuyện của mình. Thì em nghe cái câu chuyện của mình cũng khá là bức xúc, là khi mà hai vợ chồng đang sinh sống với nhau, chồng chị đi làm việc và nghe chạy theo một cái người lớn tuổi hơn và có điều kiện hơn, bỏ chị lại để nuôi con. Cái câu chuyện nó ra sao chị có thể chia sẻ lại cho em với quý khán giả biết được không chị? Hồi đó nhà cũng nghèo rồi, cái y đi làm á thì chị cũng nói thôi không thôi, hai vợ chồng đi làm luôn, con á thì gửi cho bà ngoại, cái y không chịu, y nói thôi mấy người ở nhà đi để tôi đi làm nuôi hai mẹ con cho, cũng đi làm cũng cực dữ lắm, đừng có đi. Cái chị thấy vậy chị cũng nói luôn, cái y đi làm khoảng cỡ năm cái gì đó mới gặp bà đó, rồi đi đi theo bà đó luôn, Là theo theo bà nào chị? theo bà vợ sau này nè, Vợ sao? Là hồi bà đó chủ làm á, cho bả hả? hồi đó làm cho bà Ủa là lúc đó chồng chị làm công việc gì cho bả? đi mua phân bò với lại mua dừa tươi rồi á, À rồi rồi sau đó là chồng chị hốt luôn bà chủ đúng à? Chùi rồi. hát vậy là cái câu chuyện của mình xảy ra lâu chưa, Cũng năm mấy á, năm mấy rồi hả? Là bé này là bé bé này con chị hả? con chị Nó được bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. À là vậy là chồng chị bỏ chị đi cách đây hơn một năm rồi Không, bảo thằng này đi hồi đó khoảng 3 tuổi, thằng này còn 3 à? tuổi Là là đi hơn bỏ 6 đi. năm nay rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Rồi đi như vậy là không có liên lạc, không nói gì hết hả chị? Có liên lạc nhưng mà liên lạc cho con nó thôi chứ chị nó ngoài ra không có nói chuyện chung. Hồi xưa là hai vợ chồng mình có cự cãi vấn đề nào Không không? không, bình thường à. Bình thường mà chồng chị lại bỏ chị đi. Là do mình quá nghèo hay sao? Không biết nữa. Là em thấy trong căn nhà của chị được mỗi cái giường thôi á, là xung quanh đây là vách lá nó muốn mục hết trơn rồi á. Trời ơi, quý anh chị thấy cái căn nhà thấy thảm thương quá. Đó, thì hiện tại bây giờ chị làm công việc gì? Làm cạo hột điều. Cạo điều hả? Đúng Rồi rồi. một ngày mình thu nhập được bao nhiêu chị? Cỡ 30.000 à, buổi một ngày cỡ 30.000 à. Là chồng chị đi 6 năm nay là không có chu cấp cho thằng bé Mỗi nào. lần hồi mấy năm trước dịch á, thì không có lo, mà bây giờ thì y cho 2-3 tháng được 1 triệu. Vậy là hiện tại giờ ổng đến với cái người sau đó là cưới luôn chưa? Chưa. Chưa cưới hả? Ừ. Là gần đây không hay là ở đâu lận? Ở ngoài Bình Phú này nè. Bình Phú luôn hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Lúc đó chị có đi đánh ghen không? Không. Nhìn sao đánh ghen? Sao đánh ghen được, đi qua bển thấy người ta đứng nói chuyện hai người phơi phơi con bò á, thì bị nó bị nghẹn trong mình quá, nó nói không được. Cảm giác lúc đó của chị sao, kể em nghe coi. Nó mệt dữ lắm, giống như là cái gì á, nó chặn chỗ ngực mình Tức á, ha, tức. tức quá nó không được. Lúc đó sao rồi, có la có sao không? Không, đứng bình thường nói chuyện với chồng chị, kêu về cái yêu không chịu về, để gặp cái bà kia nói thôi Nhung ơi giờ kêu cho hai chị em, tại hai chị em có nhỏ thứ tư đi theo đó, để nói không thôi hai đi theo đi, em đi đánh ghen giùm cho. Thì cái chị nói thôi đánh chi mất công mất cỡ người ta hàng xóm chỗ đó nữa, để cho nói thôi kệ lỡ rồi thôi đi. Thời đại điểm đó ông làm là như vậy, ông có dư giả để gửi cho tiền cho chị không? Không không luôn, Là ông đi làm mà tự ông đi mình ông làm như thế nào, ông kiểu giống như là đi ở lại luôn vậy đó ở bển luôn chứ không có gì ở đây. hả? Là cái người đó lớn tuổi không?
cái người bà chủ thì hồi đó chắc cỡ khoảng 42, 43 gì đó. À, 42, 43, còn chồng chị? Chồng chị khoảng 31, 30 gì à. Ồ, vậy tính ra là cũng là phi công trẻ ha. Dạ. Vậy là lúc đó bị giật chồng, bị người ta cướp mất chồng mình, chị cũng không nói tiếng nào luôn hả? Không nói tiếng nào luôn. Sao hèn dữ trời. Rồi cái... biết gì nói giờ chứ, tới vậy rồi biết gì nói. Rồi rút cuộc rồi sau này rồi như thế nào là chị ly dị luôn? Y đem giấy lên tòa trước, cỡ khoảng tháng thôi mới biết. Tại vì bên tòa xuống á, hỏi phải nhà chị Hồng Nhung không? Dạ phải. Tới đó là mình giật mình rồi. À, là người chồng, người chồng tự động đi làm giấy ấy luôn, giấy hủy hôn luôn. Dạ. Ồ, ghê ta. Rồi cuối cùng một tháng đó là tòa xuống kêu chị lên tòa. Xuống kêu lên tòa, cái giật mình, cái cha mẹ nói hỏi chồng mày đem giấy lên tòa sao mày không biết, nói không có biết. Đâu có cho hay đâu mà biết. Ừ. Thì đem lên thì ban đầu thì tòa kêu giải quyết thì sao cái y không chịu. Ý nói giờ hai vợ chồng sống không có hạnh phúc, giờ đợi ly dị. À, là giống như kiểu là ảnh muốn ly dị rồi. Tòa thì cũng có kiểu giống như là khi mà hai vợ chồng ra tòa thì tòa sẽ có cái giống như là có muốn gắn kết lại không ha. Đúng rồi. À, người ta sẽ cho mình có cơ hội để suy nghĩ lại. Đúng rồi. Nhưng mà ảnh không chịu luôn. Không chịu. Dứt khoát là ly hôn mới chịu. Ly hôn. Ừ. Vậy là cái câu chuyện của mình hiện tại bây giờ là hầu như chắc ở đây là chị là người thiệt thòi nhất. Đúng rồi. Thời điểm đó là khi mà hai vợ chồng ở với nhau có nợ nần gì không? Không. Chị không có nợ nần, còn y không biết có nợ nần không, chị không biết. À, rồi rốt cuộc ra đi là mỗi người một nơi. Đúng rồi. À. Rồi khi mà chị đi ra đi vô có gặp được người chồng của mình nữa không? Không, tại vì y ở ngoại không à, chứ chị không có đi ra bến. À. Chị ở nhà không à. Rồi phía bên kia người ta cũng chấp nhận như luôn hả? Cũng chấp nhận. Rồi. Con trai, nhớ cha không? Rồi có muốn gặp cha không? Có gặp cha thường xuyên không? Làm sao vậy? Không biết. Không biết hả? Làm sao không hờ, có muốn đi thăm cha không? Nói với cha nói gặp nhau thường không chị? Cũng thường à. Thường à. Gặp điện thoại thôi chứ ngoài ra y đi làm tối ngày. Đi chạy xe trên thành phố á. Chạy xe hả? Chạy xe. Ủa là sao quen bà chủ rồi bắt buộc phải chạy xe nữa? Bây giờ thì y với nhỏ đó chia tay rồi. Ủa? Nghe nói vậy thôi mà không biết có hay không, em không biết nha. À. Là anh chạy xe gì trên thành phố? Xe tải chở hình như chở bột giao cho anh ta ấy vậy, bột mì á. Chồng chị là tài xế xe tải hả? Đúng rồi. À, lúc đó là cưới về là làm tài xế chưa? Làm tài xế máy cày với lại máy cộ chở phân bò đồ á. Dạ. Rồi bây giờ mấy năm nay y lên trên thành phố rồi y quen bạn rồi giờ chạy xe lên trên chảnh luôn. Dạ. Ừ. Hai vợ chồng xưa ở rồi ảnh có hay có tác động hay đánh đập gì chị không? Không có hả? Bình thường à, không có gì hết trơn á. Mà chỉ là vì nghèo quá rồi thì sao vậy quá, hay là nghèo quá, hay một cái kinh tế thì khó khăn cái gì mà chị có suy nghĩ khi nào, có lần nào chị suy nghĩ là vì sao người ta bỏ mình không? Cũng có. Chị suy nghĩ làm sao? Chị nói chắc hay là mình bệnh vạn gì đó, hay là mình đi làm không được, vướng bận con cái gì đó, bởi vì y ta bỏ chị đi. Ủa chị bệnh gì? Bị tim hả? Tim bẩm sinh hay sao? À, nó tim nó nhập mấy nhịp tim nó đập chậm á, với lại bị thận ứ nước nữa. Trời ơi, sao nhiều bệnh vậy? Với rồi bữa giờ có chạy trị gì không? Tiền thì đủ cho con trai nó đi học rồi chứ không có tiền đi trị. À, chưa có tiền đi trị bệnh. Đúng rồi. À. Thì bữa em nghe cái clip của mình Tơ chia sẻ lên đó là chồng chị đi làm cho người khác, là làm cho một người chủ là nữ, rồi chạy theo cái tiếng gọi đồng tiền của người nữ đó. Yeah. Rồi bỏ hất hủi hai con mẹ con chị. Yeah. Đó, thì thấy nghe cũng khá là bức xúc. Thì ngày hôm nay tụi em đến đây để mong muốn ghi nhận cái sự việc này lại cho quý khán giả xem. Và trên video chị cũng đã nói nếu mà chị gặp được đủ duyên với một người nào đó, dù người ta nghèo hay sao đó, nhưng mà người ta chí thú là mang, người ta yêu thương hai mẹ con chị thật lòng là được. Có cái chuyện đó không chị? Cũng có. Cũng có hả? Dạ. Yeah. Trả lời thật lòng nha. Cũng có. Thiệt không? Thiệt. Là nói chung là với mong muốn của chị là tìm một người chồng như thế nào? Biết thương vợ, biết thương con thôi à. Ừ. Thế là đi làm được thì mong muốn có nhiều đó thôi. Mong muốn có nhiều đó thôi. Rồi cái hoàng nếu mà gia cảnh người ta nghèo ha là sao? Không biết nữa.
không biết nữa. Không, cái này em nói thiệt chứ nhiều khi có cái gì mình phải trả lời thiệt tình thiệt. Như lỡ như có một anh nào đó, có một chú nào đó, người ta muốn về với mình, ta vun đắp cái hạnh phúc và ta người ta sẽ đồng hành với chị trên cái con đường còn lại, nửa phần đời còn lại, để mà mình vun đắp cái hạnh phúc đó vô, rồi mình tạo dựng lại cái gì mình nên cần tạo dựng thì nó tạo dựng lại. Thì chị nghĩ thì như thế nào? Nếu mà một người, nếu mà chí thú làm ăn mà nghèo một chút được không? Hay là vẫn thể là người có điều kiện? Chị nói có điều kiện cũng được, nhưng mà nghèo quá thì không biết nuôi có hai mẹ con nổi hay không. Nói chung á thì chị hiện tại giờ đang khó khăn là vấn đề đứa con. Đúng rồi. Với lại thì giờ chị đang bệnh trong người, sợ người ta chịu mình hay không nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ngày hôm nay em đi thì có một người anh, thì chị cũng là khán giả trên kênh của anh Minh Tơ, thì cũng mong muốn để qua đây gặp chị để trò chuyện với chị về cái mong muốn để làm quen chị á, thì chị có chịu gặp người này không? Hỏi ý kiến nhóc con cái đã. Sao con? Được không con? Sao vậy? Hả? Không biết hả? Không cho mẹ quen người khác hay sao? Về đại thôi. Hả? Không biết. Người lớn lo đi. Thì bây giờ đây em sẽ có một con anh để con không ý con ngồi xích vô trong bên đây đi, để cho ông chú vô đây để ngồi nói chuyện với mẹ con xíu ha. Giờ đó ngồi đây ha, coi chừng sập giạc nha. Rồi thì ngày hôm nay em dẫn tới một người anh này, nói chung thì anh Minh Tơ thì biết rành cái người anh này đó, thì anh chị coi tâm sự với nhau rồi trao qua những lời nói chuyện thử coi mình có hợp ý nhau hay không, rồi nếu được thì cũng cầu mong thì chị với anh cũng cho nhau một cái cơ hội thôi, thì để mình làm quen qua lại trước đã, mình tìm hiểu nhau ha, rồi cái chuyện sau này thì mình tính tiếp. Tại vì em thấy bây giờ tốt nhất là bây giờ có một người đồng hành cùng với chị để mà lo vun đắp cái hạnh phúc. Thì nói chung cái chuyện con cái nó khó chấp nhận là điều đó là chuyện bình thường. Tại vì nó nghe như vậy thì khó, đúng không chị? Rồi chị, anh với chị chào nhau đi. Anh tên gì giới thiệu coi. Anh tên gì? Tên Tấn. Hả? Tên Tấn. Tên Tấn hả? Dạ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Nay 46 tuổi. Anh Tấn năm nay 46 tuổi. Thì đây là chị Nhung, thì chắc anh cũng có coi video rồi đúng không? Có coi. Thì thấy cái hoàn cảnh của chị vậy á, rồi anh có định như thế nào thì chị, anh cứ tâm sự với chị coi. Anh cũng thấy trên video của anh Minh Tơ thì anh thấy em cũng khổ vậy đó. Thì hoàn cảnh anh thấy em cũng bệnh, thì bây giờ anh cũng khổ thì anh về anh tính phụ em thì chăm sóc cho em. Bây giờ anh thì vợ cũng bỏ. Yeah. Bỏ theo trai rồi, giờ thì anh kiếm người để bầu bạn vậy thôi. Mình bạn mình lo có nhau thôi. Yeah. Lo cả con em. Ở cặp này dễ thương quá. Thiệt luôn á. Có gì chị Nhung hỏi đi. Chị Nhung sao thì hỏi tìm hiểu sâu sâu vào đây. Em thấy anh chị rất là dễ thương luôn nha. Dạ. Anh hiền, thấy thiệt sự là trên cái nét mặt là anh hiền. Dạ. Hồi đó có sao mà vợ theo trai vậy anh? Tại vì hồi đó đi làm thành phố á. À. Rồi vợ ở nhà đi ăn nhậu đã rồi theo người ta luôn. Gì? Bà vợ đi ăn nhậu nữa hả? Ừ. Ghê vậy. Rồi gửi tiền về thì nó nhà nó ăn nhậu rồi nó gửi tên đơn lên tòa ly dị luôn, ra tòa ly dị luôn. Trời đất ơi, dữ vậy sao? Ủa là sao, là vợ anh ăn nhậu dữ lắm hả? Ăn nhậu. Rồi bỏ anh. Ừ. Có con không? Có thằng trai. Nhiêu tuổi rồi anh? Hôm nay nó 24 tuổi. À, 24 tuổi. Là anh là bỏ vợ anh bỏ lâu chưa? Bỏ hôm nay 6 năm rồi. Ồ, cùng với là chị luôn á, 6 năm luôn á. Dạ. Đồ duyên dữ ta. Hợp á. Giờ hiện tại công việc của anh là công việc gì? Đi làm vườn cho anh ta. Một ngày mình thu nhập được bao nhiêu anh? Được 250 nha. Ngày 250. Là mình làm ở đây ha, mình làm ở đâu? Làm ở đây, Bình Phú mình. Bình Phú mình luôn ha. Dạ.
Rồi lúc đầu anh coi cái video của chị Nhung nè, anh cảm giác sao? Thì thấy cũng coi thức đêm coi dữ lắm. Coi nhưng mà thấy cái giống như là cái người này mình thấy mình thích rồi ha. Cái là mình theo dõi liên tục hả? Theo dõi. Nói chung là anh điện cho Mater nhiều lần đó, mà Mater chưa có thời gian để dẫn anh xuống đây. Mater cũng chích thời gian chạy xuống đây thì thăm lại mấy Nhung rồi rủ anh xuống đây chơi luôn cho hai người biết nhau. Thì em có thể sợ nếu mà anh chị có cơ hội nên đến cho nhau cái cơ hội làm quen thì chị Nhung anh thấy chị ảnh cũng hiền á. Mà thật sự nếu mà quý khán giả nhìn trên video người quý khán giả cũng tự đánh giá được nữa. Rồi bây giờ là anh ở nhà của ai hay là sao? Giờ thì về ở chung với ông già bà già. Anh có nhà riêng chưa? Có mà giờ cũng hư hết rồi không có về đó, ở chung với bà già ông già. Là cũng có nhà riêng mà hư. Anh có ăn nhậu gì không anh? Không, không ăn nhậu. Thiệt ha? Cà phê thuốc hút thì có. Cái này sẵn là hỏi đại diện cho chị Nhung hỏi giùm luôn ha chị Nhung ha. Rồi điều tra cho nó rõ luôn ha. Không mà tại vì người ta sợ anh, dù gì người ta cũng là người phụ nữ. Còn quê gốc là ở đâu? Cũng ở Quyền Hội. Quyền Hội này luôn hả? Quyền Hội. Gần đây không anh? Ở trong Dòng Bèn. Dòng Bèn. Chị Nhung thấy sao, gần không? Gần. Gần hả? Dạ. Nói chung là anh chưa có nhà riêng. Có nhà riêng nhưng mà bị hư rồi. Nhà đó là do ông bà để lại cho mình hả hay là sao? Không, nhà đó hai chồng cất lên này không ở nữa. Cũng nhà lá hay là nhà sao? Nhà tình thương để cho đó. Bây giờ đó bị hư cái gì, có cần sửa lại không? Nó thì cột rồi nó hư hết rồi. Ủa là vết tường cũng vậy. Nhà không, cây không, hay sao? Nhà cây tôn hả? Chứ không phải nhà xây ha. Dạ. Là đó giờ mình chỉ là đi làm mướn, làm giường cho người ta thôi. Rồi mình coi ra mình có cái công việc gì, có nghề nghiệp gì đúng không anh? Không, thì chỉ biết đi làm mướn vậy thôi. Làm mướn vậy thôi. Dạ. Ha. Thì khi mà anh xem cái video của chị Nhung á thì anh cảm nghĩ chị Nhung như thế nào? Anh chia sẻ thật đi, sẵn có chị đây ngồi đây nè. Ông em lên mạng thì em sẽ nói thiệt. Là em thấy hoàn cảnh như vậy, nếu mà Nhung có cho anh đáp ứng được về phụ em thì anh sẽ lo cho em tới cuối cuộc đời. Quá hay luôn, anh chịu khó nói chuyện lớn lớn xíu ha. Rồi ý kiến của chị Nhung sao? Chị thì được rồi đó, nhưng mà tội nghiệp con trai thôi. Con trai sợ nó không đồng ý hả? Sợ nó không đồng ý thôi. Thì cái vấn đề á, em nói chị nghe, thì con nít mà, dù gì nó cũng là 9 tuổi rồi, thì giữa nó với cha nó vẫn còn liên lạc với nhau. Thì đúng, cái điều đó là chắc cú là nó sẽ xảy ra, đúng không? Nhưng mà theo em nghĩ cái gì đó cũng phải bắt xuất phát từ tâm tâm ra trước đã. Nó phải nhìn nhận cái chú này, chú này thật tình với con hay không, nó thương con hay không. Thì nó phải từ con nít mà nó phải cần cái sự yêu thương vun đắp từ từ, nó mới có được cái thiện cảm. Chứ lúc đầu mà sao mà có thiện cảm nữa, nó sợ người lạ chứ. Đúng không? Quan trọng là ở chỗ anh trai. Anh trai này anh có cái có thể vun đắp được cái tình cảm đó vào cho thằng bé hay không. Còn anh chị thì nên cho nhau một cơ hội để hai bên giống như là cứ tìm hiểu qua lại trước đi, đúng không? Thì lâu ngày thì mình mới hiểu được nhau nhiều hơn nữa mới dễ. Chứ bây giờ mình nói trước thì đâu biết được điều gì đâu. Thì ngày bữa em coi trên cái video của chị là chị cũng nói nếu chung chị cũng nói trên video của người ta là cũng nếu mà có duyên với người nào thì mình cũng sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Đúng rồi. Rồi bây giờ chị nhìn thử thẳng vào anh này coi là anh này có giống như là vừa lòng vừa ý chị hay không. Sau đó thì chị cứ nói chuyện với người ta mạnh mẽ lên nhau. Nói chung là trạng tuổi với nhau vậy nói chuyện ha. Hình như ông xã của chị chú Nhung á là nhỏ hơn Nhung tới 10 tuổi đúng không? Nhỏ hơn 5 tuổi. Nhỏ hơn 5 tuổi, còn anh này thì lớn hơn 46, là Nhung lại 39. 39 lúc đầu là đàn ông lớn tuổi hơn mình là lúc nào người ta cũng sẽ khác. Người ta sẽ thương yêu những người nhỏ tuổi hơn mình. Giống như bây giờ của mình vậy đó. Anh nói chuyện với chị đi. Đâu để cho chị Nhung hỏi ảnh. Chị Nhung hỏi gì hỏi đi nha. Thằng ngại thì đi ra ngoài cho anh ta nói chuyện. Thôi kệ, ngồi đó đi, có sao đâu. Có ngại không? Không có ngại. Cặp này dễ thương quá ta. Thiệt luôn á, lần đầu tiên quay xe duyên luôn á. Rồi sao vô cái cặp này nhìn đẹp đôi. Thà mình nghèo mình nói mình nghèo đúng không?
chứ dạ. Mình không có giống như mấy mấy ông lão ở trên mạng giờ cứ mua vàng mua đồ lên nổ dạ. Em đúng không? Nghèo thì mình nói mình nghèo đúng rồi. Nếu mà chấp nhận thương em á thì em sẽ lo. Mà với điều kiện là em không thích nhậu, không thích cờ bạc. Chị Nhung có nhậu không? Không, tại vì chị bị bệnh không có dám nhậu. Y bài luôn rồi đó. Chẳng hà cái gì mình nói trước chứ để lên trên mạng sau này đúng rồi. Cô chú biết được thì buồn phiền ha. Nói chung đăng video này nó lan tỏa. Lan tỏ chứ không phải nói chung mà toàn thế giới ai cũng thấy hết. Dạ, đúng rồi. Anh thì ghét cái nhất là cờ bạc. À. Là nhậu nhẹt cờ bạc là mình không thích ha. Đó, chị Nhung có thích điều đó không? Không. Đúng không luôn. Không luôn à. Đúng trời rồi. Ơi. Rồi sao này bây giờ là hai người tìm hiểu đi, nói rồi sao vợ bỏ gì đó rồi tìm hiểu từ từ vô. Rồi tìm hiểu trực tiếp vậy nè để có quý khán giả người ta coi cái cặp này dễ thương không, lỡ mai mốt ta mến mộ ta tìm đây ta chúc phúc rồi sao? Đúng không? Đã nói anh tên gì em quên rồi. Anh Tấn. Tấn Tấn nha. À, anh Tấn cần hỏi cái gì anh Tấn hỏi trực tiếp chị Nhung thử ai rồi để cho hai bên có cơ hội để mình trò chuyện. À, nói chung là hai người này là ở chung một cái xã đúng không? Em chung thì xã. Ở Lưu Tư thì ở chung xã rồi đó. Chung xã. Ờ, khác ấp thôi. Thì đưa lên thì nhiều người sẽ biết đến anh và biết đến Nhung thì cái gì mình chân thật. Là hay nhất mình không có giả dối, mình nghèo đó mình nghèo, nó giàu mình nói mình giàu, mình không nên nổ ha. Ai cũng đều khổ hết á. À, mà em thấy anh chị này rất là đẹp đôi. Tại vì á khi anh nhìn vô hoàn cảnh của chị Nhung cũng nghèo, đúng không? Còn anh này ảnh là ảnh nghèo là nghèo về cái vấn đề ảnh không có công việc, giống như là không có nghề, chỉ là làm mướn, nhưng mà người ta có sức lực. Người ta có ý chí ta làm. Một ngày 250 nếu mà tích góp lại thì lâu ngày cũng nhiều chứ, đúng không anh? Quan trọng là mình biết kiểm soát cái đồng tiền của mình hay không thôi, đúng không? Chị thấy anh này sao? Nếu mà theo như anh nói là chị thấy ảnh sao chị Nhung? Sáng thì ảnh hiền thì được. À, dạ. Hiền được ha. Dạ đúng rồi. À, rồi sau nữa còn gì nữa không? Không biết gì nói. Không biết gì nói chưa hả? Chị ít nói chuyện với bạn trạng tuổi với lại lớn tuổi, ít trò chuyện với ai lắm. Ít trò chuyện. Đúng rồi. Lỡ như đó giờ có tâm sự với chồng rồi không? Không. Thì không mà có. Cái này cũng nói thiệt nha, không biết là anh Tấn có suy nghĩ giống em không nha. Thật sự nếu mà phái nam mình á, đàn ông á, mà khi mà trưởng thành rồi đó, người ta cần một người bầu bạn, đúng không anh? Yeah. Nhiều khi đi làm mệt mỏi về mà mình không có muốn vợ mình lầy nhầy, nhưng mà nó anh ơi hôm nay làm mệt hay không, chỉ cần như đó thôi là đủ anh Tấn. Yeah, yeah. À, rồi xong rồi cái quậy cho ly cà phê anh. Yeah. Không dặm cơm quậy cho ly cà phê thấy là quá hạnh phúc anh Tấn. Nghèo mà vậy thấy vui không? Nếu mà mình biết vợ mình ở nhà làm mệt hay là nó biết nó bệnh vậy, mình về mình tự mình làm phụ cũng được. À. Chứ không phải cần thiết gì mà vợ mình phải lo như vậy. Dạ. Không phải mình nghĩ mình đi làm mà về nằm đó rồi lăn ra rồi để vợ lo thì mình không có yên tâm. Dạ. Ừ. Nếu mà em hỏi thiệt điều này nha, nếu mà sau này mà hai người mà hợp với nhau á, chị bệnh như vậy á, rồi khi nào chị không đi làm nổi anh có buồn không? Cũng vẫn lo bình thường. À, không buồn. Chị thấy không? Nói thiệt mà đi thấy nhiều cặp lắm là người ta ở vợ còn mạnh thì còn sống chung. Ừ. Tới mà vợ bệnh rồi người ta tự bỏ người ta đi là tự đó là tôi thấy buồn chửi. Cái lúc mà khi mà anh muốn qua gặp chị Nhung này anh có nói chuyện với con trai anh không? Không, con trai nó đi làm phố. Đi làm phố, chưa có biết chuyện này đúng không? Không, nó cha muốn làm gì cha làm, cha tiếp về bầu bạn. À. Chứ không lẽ sống với bà già hoài. À. Ừ. Sao tự nhiên này nói chuyện cái công, mắt là... công việc của anh đó là thu nhập ổn định hay không, mỗi ngày không? Không, cũng đi làm mỗi ngày. Làm mỗi ngày luôn hả? Dạ. Có tiền ra tiền vô mỗi ngày. Dạ. Tự nhiên thấy anh Tấn nói chuyện cái mình muốn rưng rưng nước mắt kiểu mà dạng như đồng cảm với anh hiểu á. Dạ em hỏi thì anh Tấn ha, nếu mà chị Nhung mà đồng ý hai người cho nhau cái cơ hội á thì là bây giờ mình tính cái điều gì trước tiên, anh phải vẽ ra được cái điểm đến luôn cho chị đỡ phải lo lắng, là giống như là thí dụ bây giờ nếu mà hợp mà cho nhau cơ hội để đi sâu hơn nữa thì anh sẽ làm chuyện gì đầu tiên? Mình tìm hiểu trước đi rồi qua lại rồi cũng
lo chút đỉnh gì đó, chừng nào mà về tiệc thọ thì lúc đó mình làm về thì vợ phải giữ tiền chứ mình đàn ông mà mình giữ cũng đâu được. Nói mình khắt khe thì không được. Rồi sao chị Nhung nghĩ sao? Thấy anh nói vậy hợp lý không? Cũng hợp lý. Nhưng mà chị nói thiệt, chị nói nếu mà muốn quen ai đó thì phải xa một chút mới được. Tại vì ở gần quá. Ở gần lắm, dân ở đây người ta nói dữ lắm, sợ lắm. Chị sợ tai tiếng á hả? Đúng rồi. Sợ tai tiếng dữ lắm, đúng rồi. Chị là chị sợ tai tiếng đúng không? Đúng rồi, sợ tai tiếng cho cha mẹ. Tiếng à. Chắc không có ít nhiều chuyện nên sợ là bị tai tiếng á anh. Anh nghĩ sao? Nói cái gì á, bây giờ mình sống là mình sống cho mình giờ hiện tại. Còn nếu mà cái gì mình trật hồi trước giờ thì nếu mình về sống chung thì mình đâu nghĩ gì tới mấy chuyện đó. Chuyện đó anh ta nói mình đâu nhầm gì. Mình sống cho cuộc sống của mình, họ không sống cho mình đâu. Đúng rồi. Mình biết người nào quan tâm lo cho mình thôi. Thì nhiều khi chỉ sợ thì cũng đúng. Tại vì là sợ giống như người ra tiếng vào ảnh hưởng tới gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em nói chị nghe như nè, miệng là của họ nói, nhưng mà mình sống thật, mình có duyên với anh này hay là có duyên với anh nào thì cái chuyện đó chuyện của mình. Mình sống mình trên dư luận chứ đừng có sống dưới dư luận. Tại vì họ chỉ biết nói thôi chứ họ đâu sống giùm mình đâu. Đúng rồi. Khi mình bệnh tật ốm đau á, họ đâu có cho tiền mình đâu, mình phải nghe lời của họ, đúng không anh? Đó. Ừ. Em nói thấy tự nhiên là anh chị thấy cũng đẹp đôi á. Nhưng mà em này em không phải là thúc đẩy gì nha, nhưng mà nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu đi. Biết đâu được thì có cái duyên, có cái gì đó nó sẽ đến với nhau rồi sao. À. Mình bị bệnh tim thì lâu chưa chị? Lâu rồi, hồi nhỏ lận. À là bị hồi nhỏ hả? Đúng rồi. Có khi nào xỉu không? Có mấy năm trước rồi mà chưa có dịch đó, chị có đi làm bên Bình Phú á là xỉu 3 lần. Xỉu 3 lần luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi. Rồi nghe chị xỉu vậy anh sợ không? đã có coi trên ấy rồi, mình chấp nhận mà mới tới đây. À, nói chung là mình đã chuẩn bị tâm lý rồi ha. À. Rồi giờ hai người trò chuyện đi, rồi tìm hiểu nhau ha. Thì cái này là tìm hiểu để cho mọi người biết được là cái tình thật, việc thật. Thì để cho cô bác mình á, thật sự bây giờ ở trên mạng có nhiều cái chương trình là ghép đôi với nhau. Nhưng mà em thấy toàn là thấy nó sao sao á, nó không có thật. Nhưng mà ở đây á, là cái này mình thật thì mình nói cho mọi người nghe biết thật cái nào, cái tình yêu xuất phát là như thế nào, và cái điểm mình đến là mình cần cái gì, và mình mong muốn là đối phương như thế nào, thì để cho mọi người cùng chia sẻ cái câu chuyện vui của hai người luôn. À, thì bây giờ anh chị cứ nói ha. Anh cứ nghe đi. Rồi, anh Tứng mở lời trước đi. Đến đây thì cũng hiểu biết em là bệnh hoạn mà, thì anh đến muốn tìm hiểu em như vậy, em có thích được cho anh tìm hiểu thì anh đến. Em thì được nhưng mà sợ ba mẹ không có đồng ý thôi, tại vì cũng kiểu mà mình ở riêng vậy đó mà cũng phải qua lại với ông bà cha mẹ. Rồi cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng sợ tiếng vô tiếng vào rồi ba mẹ bệnh. Ba em mới cũng bệnh mới cũng đỡ được mấy ngày nay. Thì mấy cô chú đó, nói này nọ nữa rồi mình cũng mệt đi. Rồi anh thì anh cũng hiền, em cũng được. Thì trước mắt thì mình xin ba mẹ là mình tìm hiểu thôi, còn riêng là cũng phải có người lớn tới chứ đâu phải mình nói vậy là được đâu. Cũng phải ba mẹ đóng ra gặp ba mẹ mùa này, xin phép ba mẹ mùa này mới tới được chứ đâu phải mình giờ mình trước mắt là mình tìm hiểu. Vậy là vậy anh với em tìm hiểu từ từ đi nha. Nói thiệt, anh làm về thì cũng ở nhà buồn thì bắt lên coi YouTube rồi nãy kia vậy thôi. Còn mình lên đây là mình phải nói sự thật chứ không có thích ra vô để cho cộng đồng mạng để người ta chỉ trích mình. Còn em thì ít nói chuyện lắm, tại vì thấy mà anh vô cũng hơi run cũng hơi sợ.
không mà chị Nhung chỉ hiền, nhìn chỉ hiền, anh này cũng hiền đó. Rồi hai anh chị cứ tìm hiểu về hỏi nhau hoàn cảnh đi, rồi tìm hiểu sâu vào thì nói chung thì có nhưng ngày hôm nay có cơ hội ngồi với nhau nè để nói chuyện đúng không, thì như mai mốt thì chỉ là nhắn tin hay là gọi điện không à, còn tại vì mình cũng sợ tiếng ra tiếng vào đó, thì giờ mình cứ sẵn ở trên đây thì mình nói chuyện, mình tìm hiểu kỹ rồi để cho mọi người biết được cái ý định của chuyện sao và ý của anh như thế nào luôn, để cho mọi người có thể chúc phúc cho hai anh chị. Nhiều khi có cô bác người ta thương tình thì người ta sẽ nhiều khi ta biết đâu được ngày mai hai anh chị thấy cặp này ta dễ thương quá, ta lặn lội đường xa xuống đây ta chúc phúc rồi sao, đúng không? Đó, thì giờ hai anh chị cứ trò chuyện thoải mái đi nha, coi như là tụi em không có nghe gì ha. Thì em thì đó. Ít nói chuyện thì anh nói thì em nghe chứ giờ em biết gì mà em nói nữa. Em nói thì vợ anh thì đã ra tòa ly dị rồi, có giấy tờ đặt mà. Dạ. Đó. Thì cho anh cơ hội được tìm hiểu. Nếu mà em hoàn cảnh em vậy thì anh cũng biết em bệnh vậy anh về. Nếu mà sau này em có cho anh tới lo thì anh sẽ lo cho em tới mãn cuộc đời. Dạ. Ví dụ như anh nói vậy sau này giờ anh cưới chị Nhung đi rồi hai người sẽ ở đâu? Nếu mà ấy thì về trọng cũng được, còn nếu mà Nhung ở đây thì em ra đây, cho em ra đây em lo cũng được. Nói chung là ảnh sao cũng được, nếu mà ở đây anh không ngại làm ghế phải không? Không, đã em chấp nhận, em thương, nếu mà em thương là em lo, nếu mà bệnh là em không có cho đi làm. Sao có rung động trước những lời nói của anh Tuấn không? Nếu mà mình lên đây mình phải nói sự thật chứ sau này nếu mình làm bậy thì đâu có được. Không, em nghĩ anh là thật á, anh đủ can đảm mà anh lên anh nói chuyện như vậy là phải chứng tỏ là anh là con người thật chứ anh không có tập bậy. Đúng rồi. Đúng không chị? Dạ. Người nào ta thương chị thật người ta mới đủ can đảm người ta nói chuyện chứ người ta không phải ta. Và tại vì khi mà khi lên mạng là giống như có cái bằng chứng rồi. Dạ. Những cái lời nói của mình nó giống như là đã được tất cả mọi người công nhận. Và nhiều khi nó cũng phải hiểu được cái vấn đề đó. Anh mới đã dám tới đây cùng với anh em để mà dạ. Trò chuyện với chị. Ví dụ như về là trước mắt là tìm hiểu ha. Dạ. Rồi xong cái đó sau đó là cho nhau cơ hội. Rồi nếu mà thật sự nha, em nghĩ nếu mà anh chị mà đánh được với nhau thì không có đâu, anh đâu cần gì đâu. Ai cũng đã lớn tuổi rồi thì mình đến thì chỉ có hai bên xui da, có mâm cơm vậy thôi, rồi một cái đôi bông, một cái chiếc nhẫn là thấy là đủ rồi, đúng không anh? Yeah. À, vậy là mình đã đi với nhau mà để mình vun đắp lại về sau chứ mà càng rình rang lên á thì càng tốn kém, mình đã khổ rồi mà tốt nhất cái nào gói ghém được mình cứ gói ghém để mình nếu mình có dư giả cái tiền bạc đó mình để lại mình phòng thờ để bệnh hoạn này kia nọ nữa. Chứ giờ làm rình rang đâu được gì đâu. Nói chung thì mình làm thì cũng phải cho nó ấy nặng làm sao mình có tiền, mình có bệnh hoạn mình cũng có tiền túi để mình lo. Đúng rồi. Bây giờ Nhung chịu rồi anh đủ tiền cưới vợ chưa? Này hỏi thiệt nha, nói thiệt nha. Rồi Nhung chấp nhận trong 1 tháng 2 tháng anh đủ tiền để cưới vợ chưa? Thì nói cưới thì cho đôi bông với nhẫn thì được. Nói chung là cái đó là nghèo, mình nghèo thì mình phải nói theo nghèo không? Nói theo nghèo chứ để mình. Giờ anh nói lời nào cho chị Nhung chỉ bớt suy nghĩ, bớt lo lắng thì em thấy chị suy nghĩ mặt mày đỏ kè chứ. Mắc cỡ hả chị? Cũng có mắc cỡ, cũng hơi sợ sợ thôi. Sợ điều gì nói em nghe coi. Sợ ơi, mình cũng bệnh này con mình này này kia mình cũng sợ. Thì anh đi làm cũng cực. Mình không có đi làm gì á bởi vì cũng hết thấy tội ổng. Đúng rồi. Đó suy nghĩ kỹ, suy nghĩ cho anh đó. Em chấp nhận, em biết anh em bệnh là anh cũng phải đến đây là anh cũng phải có cái suy nghĩ rồi. Chứ để mình lên đây mà mình nói được sau này về rồi đôi ba tháng bỏ thì cộng đồng mạng này coi anh đâu ra gì.
Sống mình phải sống cho nó thiệt. Chị nghĩ sao? Giờ thì cho chị tìm hiểu từ từ đi, chứ giờ 2-3 tháng thì như thí dụ là tìm hiểu lâu một chút càng tốt, chứ giờ sớm gấp quá thì cũng được. Đúng rồi, gấp quá thì không được. Nói chung là mình đã bị lỡ dở một lần đó, mình cũng sợ, đúng không? Nhiều khi anh chỉ là rung động nhất thời, thấy chị Nhung này vừa trong hoàn cảnh khó khăn mà vừa bệnh, anh rồi giống như là cũng cần một người chăm sóc, thì anh thấy là nói chung là anh cũng vừa rung động trước cái này, vừa thương người mà vừa thương cho hoàn cảnh, anh muốn chăm sóc cho chị ấy. Nhưng mà theo chị ấy thì nói như cũng đúng, mình phải có gì mình phải tìm hiểu kỹ như thế nào, tại vì mới gặp nhau mình đâu biết được là thật hay giả đâu, đúng không? Thì mình cái gì cũng tìm hiểu đi, tìm hiểu đi rồi đã. Nhưng mà mốt anh không tìm hiểu kỹ về bà này mới nhậu sao? Nói thiệt, nhậu là sợ dữ lắm. Nhậu sợ, nhậu với cà dạ trước nhậu nhiều lắm hả? Nhậu dữ lắm, nhậu mà tới nó bỏ nó theo người ta luôn mà. Gì thế, ghê vậy trời. Anh kể lại cái lúc đó giùm em nghe coi, cho mọi người nghe hiểu coi, là vợ anh lúc đó là nhậu gì mà không đi làm sao mà bỏ anh đi làm mình rồi bà nhà bà nhậu hả? Vì lúc đó là đi làm phố à, rồi ở nhà anh đi ăn nhậu, rồi bà già với mấy đứa em nó đi thấy nhậu mà ca hát nhảy nhảy với đàn ông á, về nói bà già, thì bà già bà về bà mới nói nó, thì nói nhảy nhót mà có nhậm gì đâu, chừng nào thấy nó đi rồi mới nói. Rồi là mẹ vợ hả? Bà già ruột em là anh Binh, anh nói vậy hả? Là mẹ anh thấy vợ anh nhảy nhậu rồi nhảy nhót với người ta, rồi mẹ anh nói vậy, anh cũng thương vợ anh Binh luôn. Không có Binh mà mình, bả đâu có nói với mình đâu. Rồi thời gian sau mà tự nó cuốn độ đi. Đi xuống dưới nhà đó ở luôn. Thì ghê vậy. Mà mình thật sự là mình anh không biết luôn, bà già bà cũng không nói luôn. Là giống như là mẹ anh giấu luôn, để cho giấu luôn, cho bà đi đâu đi Berlin luôn. Rồi em đi làm phố thì em cũng nghĩ là vợ ở nhà thôi, hỏi nó đâu nó ở nhà thôi, mình đâu biết. Thì cũng vẫn gửi tiền về bình thường. Thì mới gửi tiền về bữa thứ bảy á, là thứ hai tòa án Tần Long điện là nói phải anh Tấn không, nói dạ phải, nói vợ anh ra tàu ly dị anh. Vợ chủ động ra tòa luôn hả? Ra anh đưa đơn nào không hay. Trời ơi, thật sự bẩn ảo luôn. Mình chị Dung thì cũng như vậy đúng không? Sẽ tự đưa đơn luôn. Tại vì anh nói là nói chung á, là anh cũng nằm anh suy nghĩ là hoàn cảnh em cũng giống anh vậy đó, trùng hợp mới thương. Trời ơi, sao chị Nhung, chị Nhung thấy cái câu chuyện của anh nó giống của mình không? Giống thiệt là giống luôn. Đó, thiệt, nhiều khi này là cái lương duyên của hai người sao biết được, đúng không? Nhưng mà thấy mà em không ngờ là tại sao mà chị đó chị ăn nhậu dữ vậy đó hả? Cưới nhau lâu chưa anh? Cưới cũng lâu rồi. Hồi thôi là nhỏ 18 tuổi. Là lúc đó con anh được 18 tuổi là mới ly dị. Trời ơi. Giờ là bà vẫn ở với cái người đó luôn. Con ở với người đó. Là cũng gần đây không, xa? Ở dưới cũng xã này mà nó ở khác ấp. Xã này mà khác ấp ha. Nó nằm về cầu xây. Sao chị Nhung rung hả? Hồi hộp hả? Hồi hộp. Hồi hộp đang trả lời. Ngày xưa chị Nhung quen chồng sao? Thì đi đá gà cái lại về đây nè, qua đây chơi với cha thì cái quen chị luôn. Chồng chị xưa đi chơi đá gà. Chơi đá gà. Rồi qua lại cái quen. Qua lại quen. Cái vô hỏi cưới. Cứ ở được năm mấy à, rồi cái xảy ra chuyện, thằng nhóc này 3 tuổi là tự ơn là y lấy giấy lên tạ đi vậy luôn đó. Hai người trùng, nói chung là hai số phận mà cùng một hoàn cảnh. Vợ thì tự động đưa đơn lên, chồng chỉ về ký thôi.
Còn bên đây là chồng đưa đơn lên vợ chỉ việc đi ký thôi. Hai người không biết gì hết luôn á. Hai người không biết chuyện gì xảy ra luôn nữa. Không, bữa là anh làm ở trên đường phố đó là bữa ông thầu anh trèo lúc dần giáo lúc trên nhà ba tấm đó đi phụ hồ hả? Đi phụ hồ à, cái nghe điện vậy là mấy người kia nó trời ruột từ từ xuống nhảy xuống té chết rồi. Ông thầu mới nói anh ngồi đó chút đi anh hãy xuống, giống như lúc đó mình nghe cái tin là bụng đụng tay chân ha. À, khi mà anh không ngờ là vợ mình đưa đơn lên để đưa ra tòa luôn. À, rồi xuống ông thầu mới nói thôi anh sắp xếp anh về dưới đi, em cho anh triệu anh về dưới đi. Lúc đó anh làm ở đó lâu chưa? Làm cũng 4-5 năm mà mới lên làm 4-5 năm à. Làm nói chung là tiền bạc là anh gửi về quê hết, thì chỉ mình để rảnh mình ăn uống thôi với nhà trọ thôi chứ còn cũng gửi về hết. Lúc đó con sao, con có biết là buồn không? Con nó nói giờ cha mẹ làm con giờ con không ở ai đó, con đi làm ăn ở với chủ luôn. Thì nói chung là nó ở hồi nó đi làm là nó 15 tuổi rồi đó, làm bà chủ có thương tới giờ nó cũng vẫn còn ở trên. Trời, làm tính ra đây rồi cả chục năm trời là làm công việc gì đó anh? Không biết, đi nuôi cá nuôi gì cho bà chủ á. À, rồi coi như con hay con người thân của gia đình luôn rồi. Bây giờ nó ở trại luôn. À, vậy cũng khỏe quá ha, vậy cũng mừng cho nó. Giờ mà nghe tin là ba chuẩn bị có vợ chắc cũng mừng ha. Nó bây giờ nó không cần là cha lo cho con, để con tự không lo. Em hỏi thiệt nè, nếu mà giờ hai người đến nhau mà lỡ như giờ chị nè mà không có bầu nữa, anh không có con nữa, anh tính sao? Đâu, cái chuyện đó đâu có thành vấn đề. Không có thành vấn đề hả? Tình thương giờ lớn rồi mà sanh con nhỏ nữa thì cực ha, tội cho bả ở bệnh tim nữa. Mình cũng nghèo rồi đi làm mướn mà. Chỉ nếu mà mình thương mẹ phải bế con phải về lo cho con đây nữa. Cũng như mình lo nữa thì nó sao nó... Mình tuổi già thì nó có lo lên mình thôi. Sao? Chị không thấy ảnh nói những lời này chị không có cái suy nghĩ chuyện gì không? Biết gì nói nữa. Em thì nghe anh nói chuyện cũng nghe được, nhưng mà của em thì thân em thì không biết sao. Mà thôi kệ, tìm hiểu từ từ để biết sao giờ. Thôi mình giống bây giờ mình cho nhau cái bắt tay đi, bắt tay làm quen trước đi, rồi cũng mong muốn là sau này tìm hiểu kỹ rồi nếu mà được thì lúc đó mình tính tiếp. Rồi giờ anh chị bắt tay đi cho chị đỡ rung kìa, thấy chị rung quá trời rồi. Rồi giờ bắt tay cái cho bà con bác coi cái nào. Đó, quá vui luôn chú anh chị ơi. Thì nói chung là ngày hôm nay Trường với là Minh Tơ thì đưa anh Tấn xuống đây để gặp chị Nhung. Thì cái câu chuyện của chị Nhung đợt trước được Minh Tơ chia sẻ lên, thì trong cái câu chuyện đó thì Minh Tơ cũng có đề cập tới là nếu mà có người mà muốn đến với chị để mà chăm lo cho chị, để mà cho có cái cuộc sống nó có bầu bạn ha, thì chị cũng nói là chị sao cũng được. Nhưng mà ngày hôm nay đến đây thì có anh Tấn, ảnh thì nói chung thì hiện tại bây giờ thì không có dư giả gì cả, nhưng mà em nghĩ là cái cuộc sống, cái nghị lực của ảnh sẽ cao hơn người khác. Mình nghèo nhưng mà mình sức mình có, đôi tay mình có thì cứ lao động mình làm ăn thôi. Đó, đúng không anh? Còn nếu mà đủ duyên với lại các nhà hảo tâm nào đó, người ta thương tình, người ta thấy cặp này dễ thương, người ta xuống người ta hỗ trợ được phần nào, giúp đỡ được cái gì để cho cái cuộc sống mình sau này giúp đỡ thôi. Đó. Anh Tính có đó giờ anh có buôn bán được cái gì không? Không, hồi trước cái này cũng có mua đồ đi bán, mua cam, quýt rồi. Bán được không anh? Cũng được. Mua trở về quyền hội này bán. Mình vậy mình đi ra ngoài nhà vườn ha. Nhà vườn mình mua về bán. Thu vô. Bán lại. Dạ. Em thấy bây giờ làm cái việc đó thì nó cũng có kinh tế ổn định á, nó cũng khỏe cho mình đỡ phải cực khổ. Không, mình chủ vườn mình làm thì mình phải ra làm ngoài, người ta mướn mình làm suốt mà mình nghĩ rồi. Nói chung là bây giờ là cái công việc làm vườn của anh á là nó đang giống như là nó đang vô trong mùa, đúng không? Là nó làm liên tục. Là nó nói chung là làm ổn định. Yeah. Chừng nào khi nào mà hết mùa
là mình mới chuyển qua cái hướng là mình đi buôn bán. Không có hết mùa, cái đó làm suốt à. Là cái làm đó là làm cho một chủ vườn hay là làm nhiều chủ? Làm cũng có nhiều chủ. Là mỗi một chủ như vậy là hay là mình làm tính ngày hay là làm tính sớm? Ngày vậy 250, cứ làm ngày chiều về thì 250 vậy. Mà chừng nào mệt nghỉ vậy thôi. Là giống như là cứ vô đó làm, là cứ sáng là làm tới trưa nghỉ trưa, cái chiều đầu giờ chiều làm tiếp, làm giống như là làm công hàng ngày vậy ha. Dạ, làm như của mình vậy đó. Có khi không nghỉ trưa. Chủ yếu là mình vô mình phát cỏ hay làm sao anh? Cũng tùm lum ở đây. Xịt thuốc, cỏ rồi này kia, chăm sóc ha. Vậy cũng có công việc ổn định hả chị? Chị ở nhà chị lãi hạt điều hả? Lãi hạt điều. Lãi hạt điều, vậy là một ngày chị với mẹ chị lãi nhiều nhất là được bao nhiêu ký? 10 ký. Vô dữ dữ vậy hả? Hay. 1 ký giờ được nhiêu? Ký được có 5.500 à. Ký được 5.500 hả? 10 ký ngày được 55.000. 55.000. Là một ngày là hai chị với mẹ là lãi nhiều nhất là được 10 ký. Dạ. Hai người được 55.000. Anh ngày đi làm 250 nữa, ra ngày 300 mấy đủ sống rồi. Cơm nước gạo này kia nọ chắc đủ, dư có đủ sống á. Thôi giờ góp gạo trước đi. Đúng không anh? Giờ mình cứ làm tại mỉa mình góp gạo từ từ đi. Còn cái chuyện con cái thì nói chung thì bé nó còn nhỏ, thì nó đã 9 tuổi thì nó có cái cách suy nghĩ riêng của nó. Thì đó thật sự là đứa nào cũng vậy thôi, hoàn cảnh nào cũng vậy hết đó. Chứ không có ai mà là đồng ý liền cả. Nhưng mà quan trọng là ở chỗ người lớn mình vun đắp là từ từ. Nhiều khi anh thật thành anh đến anh chơi rồi này kia nọ thì đôi lúc em nghĩ là tới một thời điểm nào đó thì đứa bé nó cũng sẽ chấp nhận thôi. Giờ dẫn ảnh về và ảnh gặp mẹ chị đi, được không chị? Không thôi à. chưa đúng lúc, là chưa đúng thời điểm à. Dạ. Nhưng mà nói chuyện đây bà nghe không? Tớ không nghe đâu. Cũng hơi xa. Chút em đi nghe nói con đây con rể cái tương lai con nè. Được không? Từ từ. Từ từ đó anh Tuấn nè, anh Tuấn xuống. Mẹ bà nghe kìa. Hôm nay thì mình nói chuyện với nhau thôi, nếu muốn anh Tuấn. Thấy chưa? Mẹ bà nghe chưa? Thời gian mình đi thăm riêng. Nói chung á là đến đây để cho mọi người biết á, là đây mới gọi là những cái hoàn cảnh và những cái câu chuyện mà ghép đôi nó thực tế, chứ giờ lên mạng toàn ông này kia đó. Anh em nói thiệt, anh nhà mình có ruộng đất đàng hoàng nhiều không? Không có. Không có luôn. Lên vườn hết. Dạ, không lên vườn hết. Dạ thôi thì bây giờ vậy anh Tấn ha, thì cũng mong là anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Thì ngày hôm nay tụi em đến đây là chủ yếu là để đưa anh Tấn xuống để nói chuyện với chị, và cũng bên em thì mới quay chị thôi, thì cũng mong là quý khán giả nhìn vô hoàn cảnh của chị, mà nếu mà trợ duyên giúp đỡ được cái gì vấn đề nào cho chị sau này để cho cuộc sống mình nó có đỡ hơn, nó khá giả hơn chút nào đó, lúc đó mình sẽ tính tiếp ha.